Xin chào các bạn. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, Nhà Trắng đã đăng tải lên một tweet hết sức bình thường. Bài viết đơn giản chỉ là danh sách các địa điểm nơi nước này quyên góp vaccine. Ban đầu, nó giống như một thông báo bình thường của chính phủ mà ít người để ý. Nhưng sau đó, dòng tweet đã bất ngờ bị xóa. Vậy nguyên nhân ở đây là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem liệu lý do dẫn đến sự việc tưởng như là rất nhỏ chỉ với một dòng tweet nhưng lại rất bất thường này là gì vấn đề không phải là do quyên góp vaccine cũng không phải chỉ vì đề cập đến đài loan thường xuyên mà nguyên nhân chính là biểu tượng lá cờ nhỏ được tổng thống hoa kỳ gọi là một sai lầm vô tình đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm bởi sự sai sót trong biểu tượng cờ của một quốc gia có thể được hiểu là quốc gia này đang có những thay đổi chính sách hoặc thậm chí là thể hiện rằng tình trạng của quốc gia đang không ổn định điều này có thể gây kích động phản ứng quân sự từ trung quốc tuy nhiên việc xóa bài đăng cũng đang vô tình tạo ra những hiểu lầm và những mối quan ngại cho hoa kỳ sau đó bộ ngoại giao đài loan đã yêu cầu hoa kỳ không gây ra sự nghi ngờ không cần thiết sau khi tổng thống và đại sứ quán của đài loan phải đăng lại một thông điệp giờ đã bị xóa đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự nhầm lẫn như vậy và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng chính phủ hoa kỳ đang thực hiện chiến lược tuy nhiên chiến lược này lại được lên kế hoạch một cách không rõ ràng và mơ hồ khiến nhiều người dân truyền thông và thậm chí là một số nhà chính trị hiểu lầm mục đích của nó Mặc dù Trung Quốc đang cố gắng làm cho chúng ta tin rằng Hoa Kỳ đang thực sự tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Hoa Kỳ không chỉ không chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc mà còn không coi Đài Loan là một quốc gia độc lập. Dù có một mối quan hệ không chính thức với chính phủ Đài Loan, nhưng thực tế là mọi thứ đều phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta tin. Khi Chủ tịch Mao Trạch Đông thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949 và hứa sẽ giải phóng Đài Loan, thì ban đầu Hoa Kỳ đã quyết định sẽ không can thiệp vào sự việc này. Nhưng chỉ ngay sau khi chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên nổ ra năm 50, chính phủ Hoa Kỳ của Tổng thống Truman mới bắt đầu nhận ra giá trị chiến lược của Đài Loan. Bốn năm sau, vào năm 54, Hoa Kỳ đã ký một hiệp ước quốc phòng và hứa sẽ bảo vệ Đài Loan nếu họ bị tấn công. Điều này kéo dài thêm 25 năm, cho đến khi Mỹ phát hiện ra mối đe dọa lớn hơn là Liên Xô. Cuối cùng, chỉ sau khi Mỹ phản ứng với sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản ở phía Bắc nước này mới chính thức thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 79 như là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Mỹ chấp nhận chính thức chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp và đại diện duy nhất cho Trung Quốc. Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ không theo đuổi nguyên tắc hai Trung Quốc hoặc một Trung Quốc một Đài Loan, có nghĩa là chính thức kết thúc mối quan hệ với Đài Loan. Trong một tuyên bố chung, Mỹ công nhận quan điểm của Trung Quốc rằng chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Nghe có vẻ như Mỹ đã chấp nhận vị thế thống trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mặc dù vậy, Mỹ đã nhận thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, nhưng lại không định nghĩa rõ Trung Quốc là gì. Hãy nhớ rằng Đài Loan được biết đến là Cộng hòa Trung Hoa và cả hai đều tự xưng là Trung Quốc. Ngược lại, Mỹ chỉ nhận thức được rằng quan điểm của Trung Quốc rằng chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Từ khóa quan trọng ở đây là nhận thức, một khái niệm không giống như chấp nhận hoặc công nhận. Tuy nhiên, hành động này của Mỹ là hoàn toàn có chủ đích chứ không hề ngẫu nhiên. Mục đích của họ là tạo ra một sự mơ hồ, không rõ ràng nhằm làm hài lòng Trung Quốc mà không cần phải đánh đổi quá nhiều trong quá trình đàm phán. Một góc nhìn từ Mỹ có thể nhận thấy rằng họ đã thực hiện đúng các cam kết của mình và Trung Quốc cũng có thể lập luận rằng Mỹ đã hoàn toàn đồng ý với quan điểm của họ. Điều này tạo ra một vẻ ngoài giả mạo hoàn hảo cho Hoa Kỳ, nhưng thực tế lại không có hành động hoặc lời nói nào vào năm 79 đã thực sự giải quyết được vấn đề. Cả hai bên chỉ đơn giản là đẩy trách nhiệm cho tương lai và thậm chí cuộc đàm phán này chỉ đơn giản giúp tạo ra ấn tượng giả mạo về sự đồng thuận. Điều này có thể gây ra tình trạng khó xử sau này. Nói một cách khác, Mỹ chỉ đang nói chung chung nhất có thể và Trung Quốc thì sẵn lòng lợi dụng điều đó. Trong bản dịch tiếng Trung từ công nhận và thừa nhận có ý nghĩa tương tự nhau nhưng chúng có thể tạo ra sự hiểu lầm do sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các quốc gia trong trường hợp này việc sử dụng từ công nhận có thể làm cho nhiều người ở trung quốc và thậm chí ở đài loan tin rằng mỹ đã đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn so với thực tế điều này chỉ là một ví dụ nhỏ để minh họa rằng sự khác biệt ngôn ngữ có thể tạo ra hiểu lầm trong quan hệ quốc tế còn một hiểu lầm ngôn ngữ khác đó là về nguyên tắc một trung quốc Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả quan điểm của Trung Quốc, chứ không phải là chính sách một Trung Quốc mà mỗi quốc gia có thể hiểu theo cách khác nhau. Khi Trung Quốc buộc tội một quốc gia khác đã vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, thực tế là họ chỉ đang bày tỏ sự không đồng ý với hành động đó, chứ không phải là quốc gia đó đã vi phạm cam kết nào đó. Đừng nhầm lẫn việc Mỹ không tuân theo nguyên tắc, chỉ là họ đang tuân theo chính sách riêng của mình, một chính sách đã được duy trì ổn định trong hơn 40 năm. Chính phủ Hoa Kỳ đã chấm dứt hiệp định quốc phòng với Đài Loan sau khi thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thay vào đó, họ ban hành đạo luật quan hệ với Đài Loan được viết tắt là TRA. TRA được tạo ra với mục tiêu bảo vệ Đài Loan bằng cách cung cấp vũ khí cần thiết để tự vệ. Mặc dù chính sách mối quan hệ với Đài Loan chỉ đặt kỳ vọng vào việc giải quyết vấn đề một cách hòa bình, nhưng nó không cam kết được việc Đài Loan sẽ được hỗ trợ quân sự lâu dài. Chính sách chỉ nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thông báo cho Quốc hội Hoa Kỳ về bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào đối với Đài Loan và sau đó sẽ có những biện pháp hành động phù hợp. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vào những năm 90, khi Đài Loan chuyển từ một quốc gia có quyền lực độc tài tàn bạo sang một trong những nền dân chủ mạnh mẽ và sôi động nhất trên thế giới ngày nay. Quá trình này diễn ra không hề suôn sẻ và đơn giản, đặc biệt là việc tạo điều kiện cho quyền lực độc tài trở nên hợp pháp đã làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Ngày nay, tương lai của Đài Loan vẫn là một vấn đề chính gây ra sự chia rẽ cho các quốc gia liên quan đặc biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Từ đây, đã có hai phe đối lập với những quan điểm đối lập được sinh ra. Thứ nhất là nhóm người thuộc phe Trung Quốc Quốc dân Đảng. Họ ủng hộ việc duy trì mối liên kết kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Với họ, quan hệ thương mại của Đài Loan với Trung Quốc, nơi mà gần một nửa hàng xuất khẩu của Đài Loan được bán ra, được coi là mối quan hệ quan trọng cần phải giữ vững. Họ xem Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh doanh mà còn là một đối tác quan trọng trung quốc quốc dân đảng thường là đảng chiếm ưu thế trong hai phe mặt khác phe đảng dân chủ tiến bộ là những nhóm người nhìn nhận sự việc như thể là họ đang phải phụ thuộc vào trung quốc và điều này có thể tạo ra một số áp lực về nền kinh tế cho họ họ ưa thích việc sử dụng cụm từ đài loan thay vì cộng hòa nhân dân trung hoa tuy nhiên đây chỉ là một quan điểm riêng của họ và không đại diện cho tất cả trong thực tế cả hai phe đều đồng tình rằng duy trì trạng thái hiện tại là chiến lược tốt nhất trong ngắn và trung hạn Điều này có nghĩa là không có phe nào phản đối việc hai bên hợp tác thương mại, ngoại trừ một số nhóm người cực đoan. Cả hai phe đều thừa nhận rằng giữa việc duy trì mối liên kết kinh tế với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền của Đài Loan có thể đạt được sự cân bằng hợp lý và không nên quá căng thẳng về vấn đề phải hướng theo chủ nghĩa thống nhất hoặc chủ nghĩa độc lập. Phe Đảng Dân chủ Tiến bộ lập luận rằng Đài Loan đã là một quốc gia độc lập và chủ quyền, do đó không có lý do gì phải tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, quan điểm này không được chấp nhận chung và vẫn là một chủ đề tranh cãi lớn trong chính trị Đài Loan. Điều này nếu tiếp tục tiếp diễn và kéo dài thì chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh. Tất cả những điều này không phải là để hạ thấp địa vị của chính trị Đài Loan mà là để làm nổi bật sự khác biệt kinh tế của họ. Khi được hỏi về sở thích của công dân Đài Loan, mỗi người đều đã có những câu trả lời cũng như những quan điểm khác nhau trong suốt 20 năm qua. Ba câu trả lời phổ biến nhất đó chính là họ muốn duy trì trạng thái quan hệ ở hiện tại, chỉ khác nhau về thời hạn. Trong số người tham gia khảo sát 28% muốn quyết định sau này, 27% muốn duy trì trạng thái hiện tại mãi mãi và 1 phần tư muốn duy trì trạng thái hiện tại nhưng sẽ tiến gần về độc lập. Chỉ có một số ít người muốn thống nhất ngay lập tức, tiến về thống nhất hoặc tuyên bố độc lập ngay lập tức. Mặc dù đây có thể sẽ là một sự mỉa mai, nhưng khi Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu đi qua không phận Đài Loan, thì người Mỹ thường là những người hoảng loạn và lo sợ, chứ không phải Đài Loan. Với họ, những chuyện như vậy đã quá quen thuộc hoa kỳ không hề ủng hộ việc đài loan là một quốc gia độc lập nhưng tuy nhiên người mỹ đã rất khôn ngoan và họ không hề công khai việc phản đối độc lập này họ không đưa ra chính thức một quan điểm cụ thể để phản đối việc này thay vào đó hoa kỳ ủng hộ quá trình mà các bên liên quan giải quyết vấn đề mà với tâm thái không đưa ra kết luận cuối cùng điều này có thể bao gồm việc thảo luận đàm phán hoặc các hoạt động đối thoại khác nhằm duy trì trạng thái quan hệ hiện tại một cách hòa bình và ổn định Hoa Kỳ không chỉ phản đối việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan mà còn phản đối một tuyên bố độc lập của Đài Loan. Có nghĩa là Hoa Kỳ không ủng hộ Đài Loan tự ý tuyên bố độc lập mà không tìm đến sự thỏa thuận hoặc đàm phán với các bên liên quan. Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng điều này có thể gây ra sự dao động trong khu vực và gia tăng sự căng thẳng, thậm chí có thể đe dọa đến sự ổn định. Khi tổng thống Đài Loan đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập vào năm 2003, Hoa Kỳ đã rơi vào tình thế khó xử. Một mặt, Họ không ủng hộ điều mà họ coi là có thể gây tổn hại nặng nề, mặt khác, họ không muốn phản đối một quy trình pháp lý dân chủ. Năm 2018, tổng thống hiện tại của Đài Loan là bà Thái Anh Văn, người thuộc phe Đảng Dân chủ Tiến bộ, đã không công khai bày tỏ ý kiến trước một cuộc trưng cầu dân ý yêu cầu thay đổi tên từ Trung Quốc Đài Loan thành Đài Loan. Việc giữ im lặng có thể được hiểu là bà không muốn tạo ra một tình huống gây mất ổn định trong quan hệ với Trung Quốc, đồng thời cũng là một cách để duy trì sự thận trọng và không tạo ra những mối quan tâm không cần thiết từ phía quốc tế nhưng không thể tiếp tục như vậy mãi mãi trong khi mỹ và đài loan vẫn đang duy trì trạng thái ổn định đến thời điểm hiện tại nhưng mọi người đều đồng thuận rằng điều này là không thể chấp nhận được trong dài hạn trung quốc đã đặt ra một số điều kiện và danh giới hành động và nếu đài loan vi phạm một trong những điều này thì rất có thể trung quốc sẽ triển khai một cuộc tấn công chính vì vậy một sự thay đổi tư duy nhỏ cũng có thể giúp đài loan tránh đi được một cuộc tấn công này và giảm đi căng thẳng giữa hai bên Vậy câu hỏi đặt ra, liệu thời gian trôi đi thì trạng thái hòa bình như ở thời điểm hiện tại có còn được duy trì hay không? Khi nghiên cứu những người ở các độ tuổi khác nhau, có dấu hiệu rõ ràng cho thấy thế hệ trẻ Đài Loan đang phát triển theo thiên hướng sở hữu một ý thức quốc gia và bản sắc dân tộc mạnh mẽ và họ cảm nhận rằng họ là một dân tộc khác biệt so với Trung Quốc. Phong trào sinh viên Hoa hướng Dương vào năm 2014 đã thể hiện sự quyết tâm của giới trẻ, điều mà những diễn biến gần đây tại Hồng Kông chắc chắn sẽ khiến tinh thần yêu nước của họ trở nên mãnh liệt hơn tuy nhiên quy mô quân sự và nền kinh tế trung quốc cũng đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trung quốc có thể tin rằng thời gian đang ủng hộ họ càng có nhiều thời gian họ càng trở nên đáng gờm tương tự họ cũng đang dần nhận ra rằng mỹ cũng đã không còn để tâm quá nhiều trong việc tham gia và duy trì trật tự quốc tế như trước đây trong khi đó đài loan đang phải đối mặt với một thời kỳ vô cùng khó khăn một trạng thái mà đài loan phải duy trì một tư thế thận trọng và không thách thức trung quốc mạnh mẽ bởi hậu quả có thể sẽ rất khó lường. Tình trạng hiện tại của họ có thể bị đem ra thách thức bất cứ khi nào bởi những sự kiện nhỏ, thậm chí chỉ là một biểu tượng lá cờ xuất hiện trong một dòng tweet. Điều này cho thấy rằng thậm chí những biểu hiện nhỏ nhất cũng có thể đe dọa đến sự ổn định của họ. Và trong bối cảnh thế giới đang đạt cực điểm bất ổn trong năm 2024, số phận của hòn đảo này lại càng mong manh hơn bao giờ hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo